Vâng, xin chào các bác đến với kênh chia sẻ đạp. Và nay giới thiệu bác một mẫu xe road bike vòng đua thương hiệu đến từ Mỹ, Campe. Model của xe là TRC55. Thì cái mẫu model Campe thì thường thường em về những dòng xe touring và địa hình rất là nhiều bên cửa hàng bên em rồi. Thì nay em về được một mẫu dòng xe đua Campe, một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ với tông màu đỏ đen rất là đẹp. Đây là hai cái tông màu chủ đạo của dòng xe đạp thể thao rất là bắt mắt, dành cho bác ở những cái dòng xe đánh đua thương hiệu mà giá thành rất là tốt. Rồi giờ xin mời các bác đến với chiếc xe. Vâng, thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác về cái mẫu dòng thương hiệu xe Cam Campe Bike, dòng xe đạp thương hiệu đến từ Mỹ. Thì bác lên Google có thể tham khảo thêm, các bác chỉ ghi địa rõ là Campe Bike thì hiện lên website chính hãng của dòng Campe. Thì cái trang web đầu tiên của dòng Campe đây, campebike.usa, đây là trang chủ của xe Cam các nhé, đến từ thương hiệu Mỹ USA.com. Thì xe dòng Cam này có rất nhiều dòng xe địa hình, phụ kiện, bán những linh phụ kiện của dòng Cam chính hãng, có những thông số của những dòng xe bike touring hay là dòng địa hình full size dành cho xe người lớn. Dòng xe bánh nhỏ, xe đạp gấp, rất nhiều những mẫu xe các bác có thể lựa chọn trên cái mẫu website chính hãng của dòng Cam, bán kèm theo những cái linh phụ kiện của dòng xe Cam. Đây là trang chủ của Cam nhé, các bác phải về tìm hiểu thêm về cái mẫu xe đạp Campe. Vâng, thì trên khung hình bắt về cái mẫu Campe TRC55, đây là model của xe. Thì cái dòng Campe này bên em về rất là nhiều dòng xe touring và địa hình, dòng xe đua này thì em về rất là ít. Thì em về được cái mẫu dòng xe đua Campe model FRC55 làm từ khung nhôm. Với cái tông màu chủ đạo là tông màu đen, điểm chỉ đỏ trên khung xe rất là nổi bật, dành cho các ưa thích những cái tông màu tối. Đây là website chính hãng của xe campebicycle.com. Xe làm từ hợp kim nhôm A8 aluminum. Thì đây là một mẫu hợp kim nhôm siêu nhẹ, những dòng xe đạp thể thao cao cấp nhôm A8 aluminum. Giá bình nước theo xe như bản cũng rất là đẹp luôn. Xe trang bị với bộ dây âm sườn, cổ cốt đi đông như bản theo xe. Khung nhôm A8, được bộ khung nhôm siêu nhẹ. Xe sử dụng với bộ tay lắc R8 bên trái em, và bên phải em sử dụng với bộ tay lắc R8 bên phải em, đi từng đĩa. Đằng trước sử dụng với cục phanh 3 mạch. Thiết kế với càng dẹp khung vác chính hãng của Cam. Vành nhôm 2 lớp chính hãng của Cam, nguyên bản theo xe. Kích thước lốp 700x25C. Các bác là ưa thích cái tông màu tối thì đây là một sự lựa chọn của các bác rất là tốt. Xe đến từ thương hiệu Mỹ, giá thành rất là tốt cho các bác. Cầu yên và cổ phốt nguyên bản cho xe chính hãng của Cam Biolo. Yên cũng là yên 3 màu, yên đỏ đen nguyên bản cho xe Diamond Black. Mayer cũng là Mayer của Campidilo, cũng là xe nguyên bản cho xe. Đây là phụ kiện nguyên những cái dây phụ kiện cho xe dòng Cam. Mayer trước sau là đều của dòng Campidilo nguyên bản cho xe. Trang bị với hai tầng đĩa, đặt đĩa Shimano Clarip
Cụ đằng sau là cụ Shimano Gravis. Trang bị với 8 tầng lip, lip của Shimano. Phần trước phần sau chính hãng của Cam. Đây là chiều cao đứng của khung xe. Và chiều cao đứng của khung xe là size 49. Chiều cao ngang khung là size 50. Bên trên khung thì thiết kế cái khung hình vòm. Đó là vòm khung hình hơi phía trước, có được bác đạp xe động lực rất là tốt. Và xin mời nhà thiết kế hoạt động của xe. Xe được trang bị với 8 tầng lip, lên lip này. Phần mật mà phải ăn được trang bị với 2 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, rất là bom. Đằng trước đằng sau sử dụng với cụm phanh 3 mảnh. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể sau một chiếc Campe thương hiệu đến từ Mỹ, model của xe là TNC55. Xe làm từ hợp kim nhôm A8 và kim nhôm siêu nhẹ. Và xe giá tốt bên em là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác là con dân liên hệ qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe nào. Nhấn đăng ký vào các kênh. Vâng, hẹn các bạn trong ngày mai.